có một thằng bị vợ chửi. Có một thằng bị vợ chửi vui quá trời vui. Nó giận rồi kìa mày, vô nói chuyện nói đi. Nói chứ giờ đó nói chuyện gì? Vô đây quên. Vô đây. Tưởng tao sợ đó hả? Làm gì? Liếc cái gì mày ơi chứ. Biến à. Giận em ơi, giận cái gì? Đi ra. Giận cái gì? Nguyên lắm thôi. Thôi rồi, thôi thôi. Có giận bổ về hôn cái mà đâu. Ây da. Tính đi mình mua đồ ăn cho em ăn. Để đi làm đồ ăn cho em ăn nha, đừng giận lên nữa. Đúng rồi, mua đồ ăn cho em ăn rồi. Chiều rồi, đói bụng, giờ về có được đâu, nấu cơm luôn không? Mẹ ăn không? Ăn gì? Mua cái gì nấu cơm ăn luôn. Trâu sợ lắm. Ừ, có lý ạ. Quên nãy giờ. Nãy giờ quên chào mọi người nữa. À, chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Kiệt nha. Ok mọi người, hello mọi người. Giận gì đúng không? Giận đúng không? Thương. Ôi. Phải. Nói chứ giờ mình làm cơm chiều đi, ăn cơm luôn. Không rồi, đâu có làm ăn cơm chung luôn. Nói chợ luôn ơi. Ngon à, vậy mày mua luôn đi. Sao mày đi mưa quá. Tại mưa nè, biết ai bán gì mà. Đây. Chịu khó là được hết à. Ừ, nhưng mày đi là quay được. Đi sao? Tại quay chài hết á. Mát nó đi làm anh Long rồi nha mọi người. Gì? Nghĩa đi làm anh Long rồi nha mọi người. Hiện tại không có quay được nha, nên chỉ có mấy anh Kiệt với Lân này với gia đình Kiệt thôi. Khai đăng. Hello cô chú anh chị đi con. Khai đăng chào cô chú. Rồi để cha đi mua đồ ăn gì cho con ăn nha. Cái đang chào cô chú lại nha, mua đồ ăn nha giờ. Rồi ok, giờ anh em đi mua đồ ăn rồi về quay tiếp mọi người coi mọi người ơi. Nói chung làm gì chiều nay mưa lớn nó về cũng không được mọi người. Còn mưa quá mưa luôn mọi người. Mưa lớn quá. Về ăn cơm chiều luôn. Nó giờ Kiệt với Lân sẽ dầm mưa bằng áo mưa đi mua đồ luôn. Đang mưa nè. Nhớ lấy áo mưa. Thôi để họ ghé tiệm tay mua. Chi vậy? Mua mưa. Wow, áo mưa mua cho vợ. Là không biết à. Bậy ông cô. Tao có áo mưa. Tao không có nữa. Rồi để anh em mình giờ dầm mưa đi luôn nha mọi người. Coi còn không okay, có rồi tự. Như mày. Còn tan không mưa mưa. Vâng. Anh em mình lặn lội từ xa. Chạy một quãng đường khoảng 5 cây số mới có chỗ mua. Mưa gió quá không có ai bán gì hết mọi người. Giờ mình mua tép mũi, tép mũi với cá trắng. Cô này mưa mà cô cũng bày ra bán nữa nè. Tính đi về á. Tính đi về hả cô? Số giờ bán được không cô? Trời mưa quá trời bán không được chứ. Dạ. Đó, rồi giờ anh em mình đi kiếm rau hay gì mình mua một cái rồi mình về mình quay tiếp mọi người coi nha, chứ mưa gió quay nhiều mọi người coi không được. Mưa quá sự. Hồn mọi người không nghe. Bây giờ anh em mình đi có gì quay tiếp mọi người coi. À ok mọi người, nói chung là mưa gió quá mình không có mua được gì hết. Trời ơi để làm cho bà vợ làm nữa, hồi vợ tôi dẫn cho nữa. Anh ơi. Anh nói nhỏ thôi. Nhìn chút mày nói mày làm. Vậy? Chút mày nói mày làm. Sao mà làm? Trốn trống rồi. Nói chứ dạ quên, ở đây mình có lỗ tai nha mọi người, lỗ tai heo trong tủ còn mình kho chung với này luôn. Giờ anh em mình đi hái rau lan nha mọi người. Đây là rau lan của hàng xóm mình có xin rồi nha mọi người. Xin đâu mày, nãy giờ nghe mày xin đâu? Biết rồi. Hôm nay ngày đó còn tươi luôn, mình xin hoài. Tội cổng bự vậy. Có sự tuốt không trời. Ừ tuốt. Ăn vô còn é luôn. Tới gáo vậy. Nói chứ giỡn thôi, cái này tại nó hút phân của Thanh Long nha mọi người. Bạn mày. Thiệt. Tao chưa biết nó mày biết. Trời ơi, đụng nhà tao mà. Rồi kêu hút tới gáo luôn rồi. Nè. Cái rồi nó mập tao quá. Ở dưới quê tụi mình rất là dễ nha mọi người, muốn ăn gì qua hàng xóm có xin cái cho. Ừ. Để chừng nào nhà mình xong rồi mình mời tăng gia mọi người nha. Đó, lưng mày đó. Tao xây hai cái rồi, hôm nay tao chưa nói nó mày nói trước rồi. Nhà kia đó mọi người. Giả hoài. Để ngày bữa nào có con clip mình công bố không sao. Ừ, vậy đi. Có chi nhà của hàng xóm. Cũng có mưa ảo, tụi mình đang mưa 34 không à. Rồi giờ mình phụ hái đó mọi người, chứ mưa quá rồi, quay nhiều không được.
Làm gì vậy bác Ngáo? Đó mọi người, bây giờ mình đã tới vườn của con kia kìa nè. Mọi người thấy rau không? Rau mình mong mạc ngàn luôn thấy không? Đâu? Có trái bầu, ấy da. Có trái bầu không? Có. Bầu không? Có không? Bọc bầu với bọc mướp nha mọi người. Ờ. Nhiều lắm. Giờ mình bọc mướp nè. Mướp không? Mướp. Thôi. Dạ, mình đang cho thuê nha mọi người. Ai có nhu cầu muốn thuê trồng anh Long. Trồng Long nữa hả? Dạ, nói chung ở đây anh Long cho thấy người ta chạy luôn à. Bầu có trái nè mọi người. Nè, có trái đâu. Nè. Đó, trái bầu già hơn tôi nữa. Dạ, mưa mọi người thấy mưa nó ngập vậy nè. Ngập mưa ráo rồi. Mưa lớn quá lớn, nhận đỡ hết rồi đó. Tối chắc bạn mưa dầm. 8 giờ tối rồi. Thì mới dòng kia mới có. Nè, bây giờ tôi quay cho mọi người cũng hiểu trái bầu đó làm sao rồi. Đó. Trái bầu nó bự vậy nè. Là biết nó già cái nào rồi, đang trái nè mọi người. Đó. Đây. Đây mọi người. Mới phát hiện ra này nè mọi người. Thấy trái bầu khủng khiếp chưa? Trời ơi, chút xíu khủng khiếp. Wow. Trái bầu còn quay luôn nè. Đã vậy ha. Mà mình không có ăn nha mọi người, ăn thì mình cho. Hôm nay cho hàng sớm không mà không ăn. Ê, sao lưng này con trái nó kìa thấy. Cái đó nó khô luôn rồi. Để giống. Đây là bầu giống mọi người ơi, nó tròn vo à. Kể có làm sao ra bầu tròn vo à. Bầu phải tròn chứ sao. Ây, quá bự luôn nè. Ủa trái đó mới ngon á. Lặn vô luộc, lặn luôn. Thôi mày ơi. Mới hư cái đít hồi gạt, để đâu được đâu. Ê, có khổ quà rừng. Khổ quà rừng nữa nè. Thôi, không ăn. Mày không ăn tao ăn. Ừ. Có trái này không có. À. Ừ. Chúng là nhiều rau lắm. Giờ đi kiếm tiếp ơi, kiếm gì lạ lạ quay cho mọi người coi. Hết rồi. Chẳng hạn như rau đất rồi. Phát hiện cái trái gì vậy? Ủa, chút xíu nữa té rồi. Ôi, lưng nó nhắc con rắn hữu đất làm chi không? Giờ xuất hiện rồi nè mọi người. Coi chừng có bao quang không nội ơi. Thời ăn nước. Ủa chừng lắm nội. Nước. Sao đây vậy? Lưng nó mới nhắc rắn gây thấy đụng rắn luôn. Nước. Thả đi bà, tội nghiệp. Xẹo à. Con rồi mọi người. Đi đâu cũng gặp rắn hết. Thấy rắn đầm mề quá. Thả đi. Bây giờ dưới chân coi chừng có học sinh nó é luôn á. Rồi đi mày. Có chạy đây nữa chứ gì không? Nè cầm hết. Kéo được lên rồi. Lưng nó bị bơm rồi. Bị rắn hâu đất cắn rồi mọi người. Rút cái giọt dưới. Trời ơi. Lúc cắn rồi mọi người, cái lỗ sâu dưới rồi vậy. Cái lỗ của cái cây lông rồi, cái lỗ của trụ lông rồi. Đó. Quá rồi quá đó, khọt cái lúc cắn luôn. Ướt quần luôn rồi. Quá hớp. Rồi rách quần luôn rồi. Trời ơi xui. À ok mọi người, nãy giờ mình với Linh đi thấy rau. À con đi thấy rau chút xíu bị rắn cắn rồi lọt hố cũng chết ngoài kìa. Than dữ vậy. Vậy mà giận á, làm mình chết luôn mà giận. Ra nước mắt luôn mụ. Có quay clip mà. Đây, đây là tép với cá trắng với da heo nha mọi người. Lỗ tai mày. Lỗ tai heo. Khá là hấp dẫn, để nước một chút chấm em. Con cũng được quá chứ. Trời ơi, biết rồi. Quá ngon. Con này giờ bắt nước luộc rau mọi người. Trời ơi, có niêm lại không? Mẹ ăn cơm chưa mẹ? Rồi. Dạ rồi hả? Dạ rồi, ăn cơm chưa giờ không? Nãy coi chung với ba cái thịt kia trong cái cảo hồn lắm. Đừng đòn nó tiền để nó nhừ nữa nè. Ok mọi người, giờ Lưng đang đổ rau nha mọi người. Đó. Quá là nhiều rau mà chút nó dọp lại có một miếng à. Tiến sĩ lấy ăn cho lòi con họng nó luôn cho nó thử ai giận nữa không. Giận gì ai cũng phải lỡ thôi. Không có lỡ nha, không có đi, không có lỡ. Có không Tâm? Ủa xuống nào vậy? Đây mọi người, bữa nay món ăn chính bữa nay nha mọi người. Khá là hấp dẫn luôn. Wow. Thấy cực khổ của mình. Cực thấy ghê. Thương em không? Đó bữa nay à, thấy không? Giờ này chưa về nữa em biết tại sao rồi vậy. Lý do đó. Tại lý do mưa vậy cũng được. Thì bình thường cũng vậy hả? Có bữa cũng mưa bộ. Còn phải bữa nào cũng mưa. Có bữa nào cũng mưa, mà có mưa nữa bộ. Lúc nào có mưa hết trơn. Mưa có mưa cũng mày chắc không được rồi.
Rồi ok mọi người, nói chung là mình mới làm tất cả xong rồi. Rau sáu. Ủa rồi mày làm. Nói chung là lỗi vợ tao mà mày làm. Lỗi bộ có lỗi mấy chuột hả? Thì nó giận này đi buộc phải chuột lỗi chứ mẹ giờ quýnh nó là sợ. Thì nói chung là rau rau luộc xong rồi cũng này dưa leo, chỗ này ba cái cá trắng tép với da đầu heo. Rồi. Thừa nhận mình vậy đó mấy chú lỗi không? Không phải thừa nhận, kiểu như bây giờ anh sai có mọi người không sai cũng vậy nữa. Thôi mày ơi, đừng chối mày ơi. Rồi thì anh giả hoài ai biết đàn ông nhau không à, đúng không? Đúng rồi, rồi bữa mày đi chung tao rồi. Vậy là anh cũng có nữa nè. Không có ý nói đàn ông. Nói đàn ông với nhau không? Vỗ tay 10 điểm. Chồng em mày không lo, lo chồng ta làm chi? Quan tâm làm chi không? Nói em chứ bữa nó đủ anh đi rồi. Nói chứ là có thể lắm mà. Ở nhà không biết. Nói chung là bữa cơm nay nó đơn hai giản lắm mọi người. Ở nhà tối ngày không mà đi đâu biết, sao biết được. Thôi thôi thôi, tới chừng hai chị em đi một cái thì trời kiếm. Bữa cơm nó hơi đơn giản mọi người coi ấy nha mọi người, tại vì chiều mưa đấy lớn quá mình không có chuẩn bị kịp. Cơm nha em. Cha mẹ kiệt là ăn ăn rồi. Nói nhỏ nhẹ quá. Nói chuyện với mọi người cái coi trời. Thiệt chứ đang nói chuyện mọi người mà nói hoài thì ai nghe, một người nói thôi chứ mình dập bốn người nói ai mà nghe đúng không mọi người. Nói chung là cha kiệt với mẹ kiệt các mọi người là chiều ăn cơm rồi nha mọi người, nhìn mọi người nhìn cái nồi cơm mọi người biết rồi nha, ăn cơm trước rồi giờ còn có như là có vợ chồng lưng nên mình đợi ăn chung luôn cho vui, thắng tiện lưng nó làm vậy đó, làm tùm bay tùm ba vậy đó mọi người. Không biết gì hết à. Rồi giờ dùng đi, cắt cắt ăn. Rồi mời mọi người ăn cơm với em mọi người ơi. Em ăn nào? Mời mọi người ăn cơm nha. Cắt em nha. Ăn cơm đi em. Ráng ăn đi rồi tối đi nữa nha. Không có đi đâu, nó hoài rồi, nó quay hoài luôn. Chưa anh ăn thì tối đi nữa kìa. Ừ. Rồi mời tất cả mọi người nha. Mời mọi người nha. Rồi mời mọi người vô ơi. Mời mọi người vô. Con ăn biết rồi, chấm nước tương ai. Rau lần lượt thì tới thì nó ngon, nó đựng được quá. Cái này mình coi hơi lạc nên mình cũng miễn xương nha mọi người. Chứ tép còn mặn có ăn không? Không biết hết rồi. Ừ, có bộ mưa đúng không? Sáng giờ mưa, trưa giờ mưa dầm luôn. Cái chiều cũng vậy, vẫn còn mưa gây, dĩ đã rã mọi người. Mưa mưa tép à? Rau này nhiều loại lắm. Rau lan, đọt mướp, đọt bầu, đọt hổ qua. Vô chết rồi, mới bị cắn cái đó chiều mưa rồi. Câu nào cay bằng câu nói mà anh đi bia ôm hả? Quá ngon. Cơm nha. Cơm quen, cũng bền đốt quá. Tưởng gặp, nãy giờ tưởng không gặp mì đúng không? Ừ. Quá. Ngon quá. Chắc qua rừng rồi. Mà mọi người miếng nữa nha mọi người ơi. Thì gia đình có gì ăn cái gì đó à. Chiều ăn cơm cũng đơn giản. Còn Nghĩa thì đi làm Thanh Long rồi nha mọi người. Nó làm ở kho Thanh Long mà nó không có về được, có làm tới khuya hả? Để cho mọi người không biết. Mấy bạn coi, mấy bạn tua. Mình có thông báo từ là đầu clip rồi. Bạn tua các bạn không biết. Để hỏi làm sao mà có mấy bạn. Thật sự cái này mình không biết nói làm sao luôn. Mấy bạn comment kỳ thiệt. Mấy bạn có mấy bạn comment trời canh lúc Nghĩa đi làm rồi mình nấu, rồi nấu ăn. Mình nói thiệt với các bạn, cái chuyện ăn ba cái món này là ngày ăn cũng được đó mọi người. Có bình thường. Chứ cũng có vậy đó. Nhưng mà bây giờ ví dụ Nghĩa đi làm á, anh em mình không có gì cái tròn. Không có ai để tròn hết rồi, anh em mình phải làm clip ăn uống cho người xem. Chứ mình không lẽ giờ Nghĩa đi làm cái mình nghỉ luôn. Mình không quay clip cho người xem đúng không? Chứ giờ biết sao giờ Nghĩa lỡ đi. Chuyện của nó rồi. Đi làm 4-5 ngày rồi mình không quay clip cho người xem thì có clip đâu mà xem. Đúng không? Chứ không phải là mình nói gì nhưng mà thật sự này là sự thật nha mọi người. Còn cái chuyện mà nói trời canh Nghĩa đi làm rồi quay clip ăn uống. Trời ơi trời, thì ăn má này thành. Ăn này có bao nhiêu tiền đâu mọi người, không có đáng gì hết nha. Nhưng mà quan trọng là cái tình cảm gia đình thôi mọi người. Ấm cúng rồi chứ thật sự cái này có nhiêu đâu rồi. Nó không cho Nghĩa ăn là nhìn tới Nghĩa về tôi muốn làm lại cho nó ăn cũng được mà mới quay cái chát đó không để quay lại cái đó nữa. Tụi tôi không phải chiếu gì cho nó ăn như thế hả, không cho nó ăn được đâu. Bình thường thôi. Chắc là cách tôi ăn cho vợ lắm không? Nói vậy biết rồi. Nhập liền. Thằng nào mày? Nói vậy cho ai dám ăn. Thứng luôn. Thứng mới chịu rồi. Bắt thứng nữa nè.
ăn đi bà nội. Thầy trọng ghê quá. Ăn đi có sức. Chửi. Ừ. Chết rồi đúng không? Còn ăn có sức đi nữa ha. Ừ. Ăn nhiều rồi. Tối đi bắt rắn bộ. Thôi tối nay đi bắt rắn không có cho đâu. Có anh chở em theo. Ừ. Anh không có đủ nha, anh có bà nha, bắt rắn gì tối nay anh không biết gì hết á. Có, tao đi bắt rắn riêng của tao. Còn kìa là đi đáp anh. Đúng rồi. Thì anh nói hẹn mà. Cháu cũ nha. Như vậy là qua đó là y tì luôn rồi chị. Cháu cũ nha vẹt. Ok, có nhắn tin cho gái. Nhắn tin Zalo á. Đúng giờ cháu cũ được à. Ok, tôi đợi bạn cho cháu cũ. Chắc được đi đáp anh nữa. Cũng đòi, đòi đem bít chảo hả? Giờ có camera gắn vô con mắt ha. Gắn vô mắt mình nè. Quá ngon mọi người. Ủa, tất cả mọi người vậy? Đi tới đâu quay cho em coi đó. Nói chung nói chung đàn ông mình khổ lắm mọi người. Đúng rồi. Đi có xíu về cũng nói 12 bánh nước mà. Mình vô nhà bánh đục mình chịu. Trong nhà đục chịu. Xui thôi. Bạn trai 12 bánh nước này. Biết làm sao giờ. Xui. Đợi tôi chịu thôi, biết làm sao mọi người. Đứng không nhỏ. Còn này, ăn đây, ăn đây. Hết cơm rồi. Quỷ mấy món ngon này tao làm được cỡ không? 6 chén. Vợ chồng thì tình đấy. Nếu không có cơm á, có lục lục nó mệt lắm. Thôi, rồi. Sớm nay không? Ăn ấm cúng rồi. Ăn nha em. Về cơm nha. Về nhiều khi có hai vợ chồng nó ăn cơm quýt lộn người, tánh mình kỹ lắm. Thiệt. Rồi à. Thiệt. Kỳ lắm. Cái về muốn trà sữa không? Mua trà sữa cho em muốn. Thấy giờ này em gầy hao hở mòn mòn quá. Em cũng muốn trà sữa nữa. Thôi đi mua đi. Hai đứa dắt tay nhau đi mua luôn đi. Đúng không mọi người? Ừ. Trời ơi, người ta thương nhau mà bọn ta mới mua trà sữa mới gọi là thương hay. Đúng rồi. Ta thương, thương phải gắp đồ ăn mới gọi là thương hết trời. Ta thương tới trong lòng nè. Ông thương cái là ông gắp đồ ăn mới thương. Đâu để đâu? Biết được. Đâu để đâu? Nè, có tay nè, gắp ăn đi. Lắm. Không phải què là hoặc là thì nào mà nằm chỗ thì mình gắp. Đúng rồi. Còn thương là người ta để trong lòng, trong tim. Kiểu như là rồi, vậy mai mốt tự bới cho ăn gì đâu thương đi. Anh không đọc tên cho em, anh không thương em. Thương nhau mới đọc tên hả má? Ai nói vậy má? Giỡn hoài dai. Trời ơi, chắc có à. Nói vậy nhiều người nhọt lắm à. Vậy đó, nói vậy không có nhọt nha. Thiệt mà. Trời ơi, là mưa ngứa. Vậy mọi người, chúng ta lấy thì biết. Lên biết có mấy anh em ở trên mạng của anh á, mấy anh em trên mạng anh lên lấy hoài thiếu tối về biết tay không anh nghe mấy anh em trên mạng anh đang coi á đọc lắm à, đọc lắm à, đọc lắm thì thấy có mấy bạn comment đó là đẹp nó sợ vợ. Đúng rồi, nó nhỏ quá mà nó không nghe cho anh lên tích như thế mà lên cho anh một ngày thôi. Tôi quá, tôi thường sợ vợ. Tao có sợ đâu. Ước gì một ngày được sợ vợ. Kinh một lần. Kinh một ngày được sợ vợ. Chứ đừng có ngày nào cũng sợ. Mười điểm. Quá ngọt. Ừ. Đợi nha em. Ăn mạnh luôn lắm. Bức cơm rất kìa. Còn không? Còn ngon quá. Rất là không? Mình kém nữa. Đợi với em. Nói chung là mà bốn tụi mình quốc giờ còn cái nồi không ai dục mẹ kinh luôn đi chứ còn nghĩ đâu. Lên tôi lo vợ tôi cho ăn quá trời luôn rồi. Bốn chén. Nói chứ là giờ hết rồi, mình cũng noi lắm rồi. Giờ mấy anh em mình sẽ kết thúc video đây. Mọi người nhớ để lại cho Tem kịp một like với một đăng ký mọi người. Ủng hộ kênh để mình ra nhiều video. Nói chung là một mạc đơn sơ, đời sống bình thường, nhiều thứ lắm. Có được làm video mà tôm. Còn giờ anh em mình sẽ kết thúc video đây nha. Chúc mọi người xem clip vui vẻ. Ok, giỡn hết giỡn tôi nha mọi người. Bye mọi người.